Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ lưu ong nhé. Ngày hôm nay thì bên cơ sở nhà em lại tiếp tục đóng thùng ong gửi đi cho các bác. Ở trong nội dung của video ngày hôm nay thì xin giới thiệu chi tiết cho các bác là về chiếc thùng lưu ong dành cho ông nội. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về thùng lưu ong hoặc là vật tư về ngành nuôi ong thì các bác có thể tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn về kích thước thùng lưu ong đây các bác này, kích thước này là kích thước tiêu chuẩn nha các bác nhé. Kích thước dành cho cái cầu 42 thì chiều dài ở trong lòng đây này nó là 42,5, còn chiều rộng là 26, chiều cao là 27. Đó là những cái kích thước mà khi chúng ta về sử dụng. Còn thùng thì được làm bằng gỗ gạo ván liền. Đấy, ván đã được xử lý ngâm rất là kỹ, từ 6 đến 8 tháng, đâm ra các bác yên tâm là không bị mối mọt. Và gỗ thì rất là khô, nhiều các bác sợ gỗ có mùi thì đợt này là sẽ không có mùi nhá. Còn những cái đơn hàng ví dụ như trong giai đoạn này thì các bác đặt là nhiều bác mới nuôi là bảo hàn hộ chân tầng thì đây nhà em hàn hộ cho các bác này. Đấy, hàn về là các bác chỉ việc thả ong vào thôi. Đó, giá tiền thì nó vẫn như thế thôi, nhưng mà em hàn cho các bác là về là các bác chỉ việc thả ong thôi. Còn về thùng nuôi ong thì số lượng thì bên cơ sở nhà em đóng và vật tư ngành nuôi ong gửi đi rất là nhiều trong một ngày các bác. Đấy, thùng thì bắt đầu chở từ dưới xưởng về đây. Đấy, lô này thì khá đẹp. Đây, lô gỗ gạo đây, cực kỳ là đẹp luôn các bác. Đấy, giá thì giá tại xưởng thôi. Đấy, cái lúc nào cũng rẻ hơn là những cơ sở khác là từ 10 đến 20.000 đồng trên một thùng nha các bác nhá. Thật ra các bác cứ yên tâm đặt hàng thôi. Còn giai đoạn lần này thì phấn hoa đây, phấn hoa nó đang đóng đi rất là nhiều các bác. Đấy, phấn hoa. Đây là phấn hoa, còn những cái cục to kia là cầu nuôi ong. Thì bên cơ sở nhà em là bên cơ sở là bán chuyên về vật tư ngành nuôi ong ấy. Thì các bác yên tâm là các bác cần những cái thứ gì thì em gửi cho các bác. Còn giai đoạn lần này thì các bác sử dụng phấn hoa này, bột đậu này, cũng như là cái gói Lution. Cái gói đấy thì dùng để kích thích cho ong nó phát triển ở trong cái giai đoạn hè lần này. Đấy, hè năm nay thì nuôi ong thì nó dễ hơn so với mọi năm rất là nhiều các bác. Đấy thì trong cái giai đoạn lần này thì các bác vẫn đang đặt thùng ong rất là nhiều. Đấy, thùng chở từ xưởng về thì các bác thấy thực tế rất là đẹp, kỳ là đẹp luôn này. Bán dày 1/6 cho tới 1/7 nhé. Thùng trắng đẹp, nó không có mùi. Đấy, các bạn thấy thực tế trên video ấy. Đấy thì bây giờ nhà em là đang xuống để đóng hàng đi cho các bác. Đấy, còn các bác mới nuôi thì đặt một vài thùng ấy thì bên nhà em là hàn chân tầng như thế này cho các bác nhé. Đó, phục vụ cho các bác từ A đến Z luôn. Đấy, các bác nuôi ong để khai thác mật. Đó. Đây. Đây các bác này. Rồi, ok. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về thùng nuôi ong hoặc là vật tư về ngành nuôi ong thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng nhé. Còn các bác có thể là kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho các bác. Bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.